Tử Vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, 6 tháng đầu năm 2021. Nhiều quý nhân hỗ trợ về cả tinh thần và tài chính. Xin chào quý vị, tôi là Trang Nhung, là trợ lý của Thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi Thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Kỷ Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Bởi vậy họ cũng có tài trong cách tạo dựng mối quan hệ với người khác và luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Trong công việc, tuổi Dậu mệnh thổ hết mình bùng cháy đam mê, không bao giờ chán nản, mệt mỏi. Mỗi khi gặp khó khăn, họ đều tự mình giải quyết, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Họ thích hợp với công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Tử vi học còn nói, sang năm 2021, tuổi Kỷ Dậu thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế, bố cục Sử Dậu bán hợp kim cục, thiên can là tỷ kiên. Có thể nói là thời điểm nửa đầu năm 2021, tuổi Kỷ Dậu sẽ gặp được rất nhiều may mắn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhờ có quý nhân tương trợ. Vậy trong nửa đầu năm 2021, vận trình của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Kỷ Dậu có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm được vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của các bác tuổi Kỷ Dậu nhé. Đặc biệt phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Phong Thủy Lộc Tài chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan tử vi các bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa đầu năm 2021, Sử Dậu bán hợp lại thêm thái tuế can kỷ thổ tương sinh tân kim, mang tới cho các bác tuổi Kỷ Dậu một năm hứa hẹn rất nhiều thành công. Công việc của các bác có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Tài vận cũng rộng mở nhờ các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Vận quý nhân trong thời gian này khá vượng, các bác tuổi Kỷ Dậu hãy mạnh dạn mưu sự lớn, sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa, nhân duyên trong thời điểm 6 tháng đầu này khá tốt, các bác còn có thể gặp được những người bạn có sự trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Dù gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng các thầy phong thủy vẫn khuyên các bác tuổi Kỷ Dậu đừng quá chủ quan và hãy đem theo bên mình một pháp khí phong thủy, đó là kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ giúp nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, vận hạn và mang cát lành, may mắn bình an cho các bác trong năm Tân Sửu. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Kỷ Dậu trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Sự nghiệp trong nửa đầu năm 2021 của các bác tuổi Kỷ Dậu khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển. Năng lực làm việc của các bác đã được thể hiện và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao cho. Nhờ vậy, đường tiến thân của các bác cũng rộng mở hơn rất nhiều. Hơn nữa, thời điểm trong năm, mọi sự của các bác đều thuận lợi, sự nghiệp có được quý nhân phù trợ, vận trình sẽ càng thêm hanh thông nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Tuy nhiên, các bác tuổi Kỷ Dậu nên nhớ khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Ngoài ra, các bác cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, tị Dậu Sửu để tăng cường may mắn, chiêu cát lành và tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng phòng sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ, công việc hanh thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi của các bác tuổi Kỷ Dậu nửa đầu năm 2021 cho thấy tình hình tài chính của các bác có những khởi sắc rõ rệt, những dự án hợp tác dễ thu được lợi nhuận khả quan, đặc biệt là trong các dự án bất động sản sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Trong thời gian này, các bác làm kinh doanh cần phải có thái độ chủ động, tích cực hơn, biết lợi dụng các mối quan hệ xã hội mà mình đã gây dựng để tăng cơ hội được quý nhân cho bản thân. Bên cạnh đó, các bác cũng nên chú ý duy trì mối quan hệ hợp tác cũ một cách ổn định.
chớ có mới nới cũ kẻo tự mình đánh mất cơ hội kiếm tiền tốt. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời điểm này, các bác tuổi Kỷ Dậu hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Đồng thời pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những vận xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. Thứ ba, về mặt tình cảm và xa đạo, bán hợp quý nhân xuất hiện mang tới cho các bác tuổi Kỷ Dậu nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý, giúp đỡ hết mình. Nếu các bác vẫn còn sống một mình, có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung, có thêm một người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Còn với các bác đã có gia đình thì nhìn chung gia đạo trong thời điểm này khá êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn. Tuy nhiên các bác trai cần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời hơn. Sự áp đặt một cách gia trưởng của các bác sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Ngoài ra để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Kỷ Dậu hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tị Dậu Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời với những bác đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong nửa đầu năm 2021, các bác tuổi Kỷ Dậu có thể cảm nhận một nền tảng thể chất sung mãn, một phần là nhờ lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học của các bác. Bên cạnh đó, cũng không thể không kể đến cát khí nhờ có cục diện bán hợp mang đến. Vì vậy, không có nguy cơ tiềm ẩn nào quá lớn đối với sức khỏe, thể chất của các bác tuổi Kỷ Dậu trong thời điểm này. Tuy nhiên, trong năm Kim Khí Vượng, nhắc nhở các bác đề phòng những khó chịu có thể xảy ra ở gan và túi mật. Để có thể có một năm bình an, các bác tuổi Kỷ Dậu hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp các bác xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi Kỷ Dậu trong suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Kỷ Dậu trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người cùng tìm hiểu hung cát qua từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 1 âm lịch. Ngay từ tháng riêng này, các bác tuổi Kỷ Dậu sẽ cảm nhận khá rõ những chuyển biến tích cực trong vận trình của mình, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp và tài lộc. Cơ hội thăng tiến đang mở rộng trước mắt, thu nhập nhờ vậy được cải thiện, cho nên các bác cần chú ý nắm bắt cơ hội kịp thời. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng lên khiến các bác vất vả hơn rất nhiều, cơ thể có dấu hiệu lao lực. Phương diện sức khỏe của các bác trong thời điểm này cũng không lý tưởng, nên nhớ việc kiếm tiền quan trọng thật đấy, nhưng các bác cũng không nên bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Thứ hai là tử vi tháng 2 âm lịch. Cục diện tương xung xuất hiện trong tháng 2 âm lịch báo hiệu những điều xui xẻo đe dọa vận trình của các bác tuổi Kỷ Dậu. Mưu sự khó thành, có điểm báo tranh chấp, các bác nên cẩn trọng trong từng hành động của mình. Tài vận trong tháng có dấu hiệu sa sút do bị nhiều hung tinh, chủ về hao tài chiếu mệnh. Vốn dĩ thu nhập tháng này không có khởi sắc nhưng nhu cầu chi tiêu mua sắm tăng cao, các khoản tích cóp cũng bị lấy ra dùng cạn. Thói quen tiêu xài không có kế hoạch sẽ gây ra gánh nặng kinh tế cho các bác. Do đó, điều quan trọng trong tháng này đó là các bác phải biết tiết kiệm để cuộc sống giảm bớt áp lực. Thứ ba là tử vi tháng 3 âm lịch. Các bác Kỷ Dậu vốn giàu tham vọng, nhiệt huyết với công việc nên các bác luôn xông pha không ngừng nghỉ. Tháng này là thời điểm để các bác phấn đấu tiến đến sự đột phá, lại thêm lục hợp nâng đỡ. Với bản lĩnh sẵn có, đầu óc biết tính toán, các bác sẽ đạt được những bước thăng tiến đáng kể, khiến đồng nghiệp và cấp trên dành nhiều lời tán dương, thậm chí là ngưỡng mộ. Ngoài ra, một số dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể cho thấy sức khỏe của các bác đang xuống dốc sau khoảng thời gian bận rộn kéo dài. Vì vậy, các bác nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thứ tư là tử vi tháng 4 âm lịch. Trong tháng này, nhờ có tam hợp che chở mà công danh sự nghiệp của các bác tuổi Kỷ Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Công việc có nhiều đột phá và sớm được quý nhân giúp sức, sớm giành được kết quả khả quan. Hơn nữa vì luôn chọn đương đầu với thách thức để tìm ra cơ hội phát triển, các bác đang đi đúng hướng. Sự chăm chỉ và nỗ lực đó của các bác đem đến kết quả xứng đáng, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức. Chuyện tình cảm trong thời điểm này cũng có tiến triển mới. Các bác được người thân,
bạn bè xung quanh ủng hộ. Tình cảm vợ chồng ngày càng được củng cố, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Thứ năm là tử vi tháng 5 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, vận trình của các bác tuổi Kỷ Dậu không được khả quan cho lắm. Nguyên nhân chủ yếu là do tài vận kém, thu nhập giảm sút mà nhu cầu chi tiêu mua sắm tăng hơn trước nên tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Do đó, áp lực kinh tế đương nhiên sẽ gia tăng, thậm chí các bác có thể đối mặt với nguy cơ nợ nần chồng chất nếu không sớm điều chỉnh lại thói quen chi tiêu của bản thân. Thứ sáu là tử vi tháng 6 âm lịch. Vận trình tổng thể của các bác tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 âm lịch rất tốt, cát khí lan tràn trong tháng này. Công việc không chỉ khởi sắc mà thu nhập cũng tăng lên, có người thậm chí còn được thăng quan tiến chức. Cơ hội không phải lúc nào cũng sẵn có, do đó các bác nên nắm bắt kịp thời để không bị bỏ lỡ cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống và địa vị xã hội của bản thân trong tháng này. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng phong thủy lộc tài tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Kỷ Dậu trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn nhé. Thứ nhất là sao hạn các bác tuổi Kỷ Dậu. Trong thời điểm 6 tháng đầu năm Tân Sửu, bác trai tuổi Kỷ Dậu được sao Thái Âm chiếu mệnh, sau này thường đem lại sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, tiền tài, làm cho được toại nguyện những ước mơ của mình. Tuy nhiên bác trai cần phải chú ý hạn Diêm Vương, hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe và tinh thần, thể chất cũng như tinh thần của các bác. Bác cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó trong thời gian này, có thể có tin buồn tang chế từ họ hàng xa đưa tới. Bác gái trong thời điểm này kém may mắn hơn khi bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Bởi đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc, dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất mát tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự, xấu nhất là tháng 2 và tháng 5 âm lịch. Hơn nữa, bác gái cũng cần chú ý đến hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do ma quỷ quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Cho nên các bác cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề này. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Kỷ Dậu gồm có các cát tinh lộc tồn, phượng cát, giải thần, hàm trì tốt cho tài lộc và công việc. Hung tinh thì có bạch hổ, phi liêm, thiên quan tác động xấu tới sức khỏe, đề phòng thương tật bất ngờ. Cung tam hợp thì gồm có các sao hoa cái, thiên phúc, long trì tốt cho nhân duyên và mặt ngoại giao, nhưng tuần, triệt, thiên khốc, thái tuế, phá toái, quan phù cản trở công việc, gia đình có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có hai hung tinh lưu hà và tăng môn mang điểm báo gia đình có chuyện buồn, đề phòng tai nạn sông nước. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của các bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Phong thủy lộc tài rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.